Chào các em, đây là cái bài thứ 5, giải và biện luận một hệ phương trình tuyến tính. Giải và biện luận một hệ phương trình bậc nhất. Thì cái dạng này thì chúng ta cần phải ôn lại cái lý thuyết về cái phương trình này. Giải và biện luận sách giáo khoa nó nói như sau á, thì theo đó mình sẽ làm cái thuật toán và mình sẽ viết cái chương trình riêng. Rồi, đầu tiên á là chúng ta cần phải biết cái hệ này á được giải như thế nào. Thì cái hệ này á thì đầu tiên á mình phải tìm D. D á mình sẽ giải theo cái kiểu là dùng định thức nha. Giải kiểu dùng thức đầu tiên á là chúng ta sẽ đi tìm D. D á thì bằng AC BD, tức là che hai thằng cuối lại. Thường á thì cái hệ phương trình của chúng ta sẽ là AX cộng BY bằng C, với thầy không giải hệ này đâu. Hệ này nó không có thường. AX nè cộng BY nè bằng C, và a phẩy x cộng b phẩy y thì bằng c, được c phẩy, được không? Thầy sẽ giải hệ này. Thì đầu tiên á tính d, d thì mình che cái thằng này lại, lấy đồ mình che này lại, mình có là a b phẩy trừ a phẩy b, lấy quyền trừ sắc. Như vậy là d á, sẽ là a nhân cho b phẩy trừ cho a phẩy nhân b, đó là d. Rồi mình sẽ tính dx. Dx á là mình che thằng x lại thì mình sẽ có là sắc trừ quyền. Dx thì lấy sắc trừ quyền, sắc là b phẩy c, b phẩy c trừ b c phẩy và dy. Dy á là mình sẽ che thằng y lại, mình lấy quyền trừ sắc là ac phẩy trừ a phẩy c, ac phẩy trừ a phẩy c. Đầu tiên đối với một cái hệ phương trình tuyến tính á là mình sẽ đi tính cái này đầu tiên, tính này đầu tiên. Sau tính này xong thì mình sẽ bắt đầu biện luận là nếu á mà d này nó bằng zero á, nè thằng d này nè là cái định thức d này nè nó bằng không, thì cái phương trình của chúng ta thì gì? Nếu mà d bằng không thì mình sẽ xét tiếp, coi coi dx và dy nó như thế nào. Dx bằng không, dx cũng bằng không và dy cũng bằng không. Nếu mà dx bằng không và dy bằng không thì nó có vô số nghiệm. Còn nếu không á, eo á thì là này một trong hai thằng khác không, cái này là và là thằng này bằng không và thằng này bằng không. Còn không là cả hai thằng các không, mà cả hai thằng các không á thì là vô nghiệm. Được chưa? L là vô nghiệm. Còn không nữa, nếu mà dx nó khác không, ở d nó khác không á, L cho thằng f này. Còn f này á nó có cái L riêng của nó, được chưa? L á L dx d khác không thì mình sẽ có hai nghiệm. Mình sẽ có một cặp nghiệm x bằng nhiêu đó, y bằng nhiêu đó là d x chia d và y chia cho đây. Cái này thì định thức thôi, thường thôi. Như vậy á, đối với cái hệ này á thì trong toán học thì mình biện luận kiểu đó. Thì đưa vào Pascal thì mình cũng làm y chang như vậy thôi. Thầy sẽ tạo một cái new program, rồi một cái chương trình mới, và thầy sẽ bắt đầu làm program nè, program nè. Thầy sẽ viết một cái chương trình gọi là giải hệ phương trình bậc nhất, giải hệ phương trình bậc nhất, chấm phẩy một cái. Thầy sẽ giải một cái hệ phương trình bậc nhất, nhớ có dấu chấm phẩy nha. Và đầu tiên thầy phải khai báo variable là cái biến của thầy phải là như thế nào đây. Variable thì cái biến của thầy á nó sẽ là có a, có b, có c. Mình sẽ cho người dùng thấy á, làm mình không có thể là xài a phẩy được, a phẩy là lỗi liền, không có cái biến a phẩy. Mình phải cho người dùng thấy á, là người dùng sẽ có a phẩy, đừng cho người dùng quen, tại vì người ta quen với abc a phẩy phẩy c phẩy rồi. Còn mình ở đây á, là mình sẽ phải sử dụng cái biến khác, là a2 b2 và c2, được không? ABC hoặc là a1 b1 c1, a2 b2 c2. Thì như vậy thì nó đẹp hơn. Và thầy sẽ ấy biến của nó sẽ là real, tức là người dùng sẽ phải nhập nhập này vào, và mình sẽ lấy real, cái biến là số thật. Và thầy sẽ bắt đầu chạy cái chương trình này là begin, và thầy kết thúc á bởi cái end chấm. Rồi, trong cái begin end này thì thầy sẽ phải, đầu tiên á thầy repeat nó đi, repeat cái đoạn này re nè, b e a t ha, repeat. Until không bằng một, rồi until không bằng một, tức là repeat hoài liên tục cho đến khi nào người dùng tắt thì thôi. Rồi repeat thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ viết ra,
Write viết ra một cái gì đó, mình sẽ write like, mình sẽ viết ra yêu cầu là người dùng nhập theo thứ, nhập theo thứ tự A nè, B nè, C của phương trình 1 AX cộng BY bằng C hai chấm. Đó, mình sẽ viết ra cái này, mình sẽ viết ra và mình chấm phẩy. Mình chấm phẩy một cái. Rồi lúc này á, thì nó sẽ viết ra cái này cho người dùng thấy là yêu cầu nhập theo thứ tự ABC của phương trình này. Và nó xuống hàng. Thì lúc này á, thì mình sẽ read line. READ, read line. Read line mình sẽ lưu vào A, tại vì mình kêu người ta nhập theo thứ tự mà. Cho nên á, mình sẽ read line. Cái biến kế tiếp á, người dùng nhập á, sẽ là B. Và read line, cái biến kế tiếp người nhập sẽ là C, và mình chấm phẩy cái, tức là mình đã lưu ba biến này vào ABC rồi. Rồi thầy sẽ làm lại cái này với cái phương trình thứ hai, làm lại với phương trình thứ hai. Thì lúc này á, mình sẽ nói với người dùng là a phẩy. Bình thường á, khi mà em phẩy một cái á, thì nó lại lấy cái phẩy này với phẩy này gom lại với nhau, làm nguyên đám đằng sau nó vô nghĩa, hiểu không? Tức là cái string của em á, nó chỉ có như đây thôi, còn như đây nó sẽ báo lỗi tại vì nó không hiểu. Cho nên á, để mà mình đánh á, cái dấu phẩy a phẩy á, thì em phải đánh hai cái dấu phẩy a phẩy phẩy, thì lúc này nó hiển thị ra chỉ là a phẩy thôi, và b phẩy phẩy, điều này nó sẽ hiển thị ra chỉ là thằng b phẩy thôi, và c này sẽ là c phẩy, tới c phẩy bên này đen, tức là nó không hiểu c phẩy phẩy, điều đó có nghĩa là nó chỉ hiển thị ra một cái c phẩy thông thường thôi, nếu không á, nó sẽ gom chung với thằng này, thì nó sẽ báo lỗi giống em, hiểu không? Rồi thì thằng này á, mình sẽ lưu vào biến a2 b2 và C2. Khi mà có cả tất cả các biến này á, thì mình sẽ bắt đầu xử lý nè. Mình xử lý cái đoạn mã của mình. Đầu tiên á, là mình sẽ tính D. Đầu tiên là mình sẽ tính D bằng D á, thì mình lấy cái biểu thức của mình ra thôi. D thì bằng gì? D bằng AB2 trừ A2B, đúng không? Rồi mấy em phải viết á, D này là phải hai chấm bằng. Rồi D hai chấm bằng A nè nhân cho B2, chứ không có viết B2 thông thường nha. AB2 trừ AB2 rồi trừ gì? AB2 trừ A2B trừ cho A2 nè nhân cho B nè, mình phải viết cái này. Chấm phẩy một cái. Rồi mình tính DX. DX của mình sẽ hai chấm bằng. Mình nhìn vô phương trình này nè, là B2C trừ cho BC2. Rồi B2 nhân cho C trừ cho gì? Trừ cho C nhân cho B2 chấm phẩy một cái, và mình sẽ tính luôn thằng DI hai chấm bằng. DI sẽ bằng gì? DI á, nó sẽ bằng là AC2 trừ A2C, A nhân cho C2 trừ cho A2 nhân cho C chấm phẩy một cái, thì mình đã có D DX DI. Bây giờ mình sẽ bắt đầu biện luận nha, mình bắt đầu biện luận. Thì đây mình có thêm biến D DX DI rồi, và mấy này chắc chắn là số thật rồi. Không có đường nào khác nữa, thì mình sẽ khai báo D nè, DX nè, và DI một cái nữa. Mình khai báo những thằng này chung với cái thể loại là cái type của cái biến này là real, rồi số thật hết. Rồi lúc này mình sẽ kiểm tra nè, mình check nè, if nè ha, mình if D bằng 0 thì, nếu mà D bằng 0 thì mình sẽ begin và mình sẽ end một cái, và end này thì mình đừng có chấm phẩy, tại vì một lát sau á mình còn xài nữa, mình còn xài else nữa. L L này á, thì mình cũng begin và mình kết thúc là end, và cái L này á, nó sẽ phải chấm phẩy một cái để kết thúc cái thể loại if này, kết thúc cái thằng statement, cái lệnh if này. Rồi begin á, D bằng 0 thì sao? Nếu mà D bằng 0 thì AB2 trừ A2B, được chưa? AB2 trừ A2B. Nếu mà D bằng 0 thì mình check tiếp là nếu gì? Nếu DX cũng bằng 0. Nếu DX bằng 0 end. And mở ngoặc đóng ngoặc, mấy em phải phải nhớ là phải có mở ngoặc đóng ngoặc nha, không thôi nó không hiểu, tại vì cái and này á là cái phép toán dành cho logic. Logic á là true false á, cái phép toán này nè, and này nè. Cho nên á thầy phải xài and này á, thì thằng này nè, nguyên cái trong cái ngoặc này nó phải sẽ trả về giá trị true hoặc false. Nó sẽ kết hợp với này hai này and lại mà ra true á. DI á thì nó sẽ thực hiện cái đoạn code bên dưới. Then nếu mà thằng này và thằng này đều đúng á, thì mình sẽ xuất cái cho người dùng biết á là write line. Write line gì? Write cái hệ
À, mình sẽ ra cho dùng biết là ừ đúng rồi hệ có vô số nghiệm, vô số cặp nghiệm, tại vì thằng này á mình phải cặp cặp nghiệm x y thuộc r, cặp nghiệm x phẩy y thuộc r đúng không? Vô số cặp nghiệm x y thuộc r rồi xong được không? Thầy sẽ cho này bự ra cho mấy em dễ nhìn đó. Nếu mà này nè thì mình sẽ nói là nó có vô số cặp nghiệm x y thuộc r, còn không á, còn L á, nếu vậy L á, L tức là một trong hai thằng này nó khác, nó khác không thì mình sẽ nói ngay D D bằng không mà một trong hai này khác không là không được nha. Thì mình sẽ nói là L thì mình sẽ viết ra cho người dùng biết á. Ừ nếu mà khác không thì sao ta? Ừ khác không thì hệ vô nghiệm, hệ vô nghiệm được không? Hệ vô nghiệm đó mình sẽ nói là cái hệ vô nghiệm, hệ không có nghiệm xong rồi. Cuối cùng á là mình sẽ check cái này mình sẽ nói là nó d nó bằng không, tại tại sao mình phải khác xét d khác không, tại vì cái x một x hai của x y của chúng ta sẽ là dx chia cho d, chia cho d, vì chia cho d cho nên d nó phải khác không, đó là cái quy tắc của cái biện luận thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nói tiếp nè. L L là gì? If if d bằng không, L là L của gì? L là d khác không. D khác không thì chắc chắn là mình sẽ có nghiệm. Vậy mình sẽ kết luận luôn. Mình khỏi cần tính gì hết. Right line, mình khỏi cần khai báo biến x1 x2 làm gì nha. Right line là gì? Mình sẽ right line là hệ hệ có một cặp nghiệm. Đúng không ạ? X phẩy y bằng đúng không? X y bằng cái gì đó, bằng cái gì đó, bằng rồi bằng 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 thì mình mở ngoặc một cái, mở ngoặc cái mình thả cái biến x vào, x thì bằng gì? Dx chia cho d, thì mình sẽ phẩy một cái nè, phẩy một cái là mình sẽ bắt đầu thực hiện với toán nè, dx chia cho d nè, và thằng này nó là số thật cho nên kinh nghiệm rồi, mình sẽ phải lấy hai số so với phẩy. Rồi mình phẩy một cái, mình mở ngoặc ra, tức là mình đã cho hiển thị nè, mở ngoặc nè, mở ngoặc nè, x nè, rồi bởi vậy mình phải phẩy một cái để mình viết thằng y, mở ngoặc x phẩy một cái cách một cái, thì mình phẩy một cái để mình viết thằng y ha, thằng y á là dy chia cho d và mình cũng không hai luôn, lấy hai số so với phẩy rồi, rồi mình phẩy một cái để mình đóng cái dấu ngoặc đó lại, đó, mình đóng dấu ngoặc lại, được chưa? Mở ngoặc nè, x nè, mở ngoặc x nè, phẩy một cái y nè, đóng dấu ngoặc lại, rồi xong, kết thúc chương trình, được chưa? Bây giờ thầy sẽ chạy, hãy chạy này cho mấy em coi, lưu cái này lại, sao cái thằng này lại, thường thôi đúng không? Rất là bình thường, chúng ta biện luận được thì chúng ta sẽ viết được cái chương trình cho nó thôi, rất là logic. Rồi thằng này nó đang ấy nè, nó đang compile, tức là đang biến cái file Pascal này thành cái file .exe có thể chạy trực tiếp. Đó, nhập theo tự ABC của phương trình 1. À thằng kia thì quên đổi thành phương trình thứ hai nha. Của phương trình 2 A phẩy A phẩy phẩy cộng B phẩy phẩy bằng C phẩy phẩy, được chưa? Đó. Cái phương trình thứ hai là như vậy. Rồi thầy sẽ nhập là 1 nè, 2 nè, 3 nè, enter một cái. Rồi nhập xong rồi nó yêu cầu là nhập theo thứ tự ABC của phương trình thứ hai nữa. 4 là 5 là 6 nè. Đó. Thì cái phương trình này nó có nghiệm và nó nói là hệ có một cặp nghiệm x y là này. Rồi xong, cái nó bắt đầu lại cái mới, bắt đầu lại cái mới. Nhập theo thứ tự ABC phương trình 1 rồi, thầy mới sửa cái đoạn code này lại. Thầy chạy. Nè. Rồi, bây giờ mấy em coi nè. Thầy nhập 1 1 1 để coi nó có vô số nghiệm hay không nha. Nè, của phương trình 2 là a phẩy x cộng b phẩy y bằng c phẩy nè. Thì chưa theo tự a phẩy 1 nè, 1 nè, 1 nè, nó sẽ báo vô số nghiệm tại vì hai phương trình giống nhau mà. Hệ có vô số cộng nghiệm x y thuộc r. Thấy ghê không? Ghê không? Đó. Tại vì hai phương trình giống nhau thì vô số nghiệm. Rồi. Vô nghiệm thì không biết nữa. Thôi, nói vậy đi. Hiểu không? Tức là mình biện luận được thì mình viết được thôi, cái chương trình cũng vậy. Mấy em có thể tách cái này ra,
tách này ra miếng. Thì bây giờ thầy sẽ làm cho một cái hàm. Thầy sẽ làm cho mấy em thấy một cái residue, rồi mình sẽ sử dụng cái residue này trong suốt cái quá trình của chúng ta. Đó là residue, thầy sẽ viết cái này ra. Residue của thầy á, là tách thằng này, ấy thằng này và ấy thằng này, được chưa? Thầy sẽ residue này. Rồi thầy sẽ làm một cái residue trước cái begin và variable. Đằng trên begin và sau variable thì chúng ta sẽ làm một cái residue. Pro là sơ nè, giờ URE, residue là một cái hàm chỉ thực hiện những câu lệnh này thôi. Residue là new line, new new gì? Repeat đi. Rồi khoảng cách đi. Khoảng cách ha. Residue của chúng ta là khoảng cách, và thầy sẽ thả cái biến x vào. Thì mấy em sẽ thấy cái biến x nó sẽ là cái gì, chấm phẩy một cái. Residue khai báo residue chấm phẩy, và đằng sau residue phải begin và kết thúc là end chấm phẩy. Rồi cái khoảng cách nghĩa là sao? Mấy em thấy cái khoảng cách nghĩa là cái gì nha? Cái khoảng cách ở đây á, tức là gì? Là thầy sẽ bắt nguyên cái đám này vào, bắt nguyên đám này vào. Rồi em thấy là tức là khi mà mình kết thúc động mã thì mình sẽ gọi cái residue này, thì nó sẽ cho mình cái hàng mới, và nó viết cái này ra, và nó viết cái này ra. Vậy cái if này của thầy đưa vô để làm gì? Để thầy có thể write like ở ngoài if. Thầy sẽ write like cái if này. Điều đó có nghĩa là gì? Thầy sẽ viết thằng if này ra. Thằng if này á, thầy sẽ khai báo nó là string. Nghĩa là sao? Nghĩa là thầy muốn khi mà bắt đầu một cái chương trình á, thì người ta sẽ phải xuất cái string này ra. Sẽ phải cái khoảng cách này á, nó sẽ phải cách một cái ấy, một cái cách một cái ấy, một cái thằng này á, mình sẽ đặt cái residue khoảng cách này. Residue khoảng cách này thì mình sẽ đặt ở cuối cuối cái đoạn mã này, đằng sau thằng if nè. Như vậy á, mình sẽ gọi cái khoảng cách đóng chấm phẩy á, khoảng cách thằng if này á, thì mình bỏ trống. Bỏ trống thì nó không ghi gì ra hết. Còn nếu mình để vô á, thì cái khoảng cách này á, nó sẽ là giải hệ phương trình bậc nhất một ẩn, được chưa? Tức là sao, mình gọi cái khoảng cách và mình thả cái biến là giải hệ phương trình bậc nhất một ẩn ra, thì khi mà nó gọi cái khoảng cách này á, nó sẽ viết ra một hàng trống, rồi nó viết cái này ra, rồi nó viết một hàng trống, rồi nó viết cái này ra. Như vậy là thầy sẽ làm lại, tức là nó sẽ viết cái này ra, đặng nó có một cái cách đó. Rồi sau đó nó viết cái này ra là giải hệ phương trình bậc nhất một ẩn, rồi sau đó nó khoảng trắng xuống và nó sẽ bắt đầu lại cái hàm này. Như vậy là trước khi bị repeat á, trước khi repeat á, thì mình sẽ phải làm. Thầy thầy muốn á, nó thầy thầy muốn gọi cái hàng cái hàm khoảng cách này nè, ở ngay cái đầu, trước khi mà bắt đầu cái chương trình của chúng ta. Thầy gọi cái khoảng cách này, và cái khoảng cách này á, thầy cũng thả cái biến này vào. Thầy cũng thả biến này vào đó. Thôi nếu nếu mà mình viết cái dấu gạch này hoài á, thì nó mệt lắm. Thì mặc định ở trên này á, thì thầy sẽ cho nó cái dấu gạch đi, cho nó dấu gạch. Rồi cái nó ghi cái tên mà mình yêu cầu, cái mình phải một cái rồi mình đóng bằng bằng một cái đám dấu gạch đó, được chưa? Tức là cái hệ của cái chương trình của mình sẽ điền cái này vào. Rồi cái vấn đề á, cái vấn đề nha. Đây nè, cái khoảng cách của thằng x nè. Bây giờ mấy em sẽ coi nè, thầy thì chạy cái residue này, thầy sẽ sử dụng cho những cái chương trình đằng sau luôn. Tức là khi mà chạy chương trình thì người ta sẽ biết là mình đang chạy chương trình gì. Khoảng cách, thằng này khoảng cách x là lỗi ha. Khoảng cách là mình phải điền cái này vào, tại vì x nó chưa khai báo mà, đúng không? Identify not là mình chưa khai báo x này. Đó, thằng x này thì mình khai báo residue thì phải hai chấm string, và mình sẽ chạy nó. Đó, thấy chưa? Vừa vô á, nó sẽ có khoảng trắng, rồi ấy này, cái nó ghi giải hệ trình, cái mình nhập. Nó có nghiệm là như vậy đó. Rồi không, nó nghiệm là như vậy, xong cái nó cách cái này ra và nó giải nữa. Thực sự là không cần thiết cái hàng này luôn, tại vì nó xấu quá, đúng không? Mình chỉ cần cách cái khoảng trắng này ra là right line này, sau đó
viết cái này ra. Rồi sau đó là mình ấy cái này, mình cho cái khoảng trắng nhưng mình bắt đầu là cái chương trình, như vậy thì nó đẹp hơn. Rồi bây giờ thầy thử chạy lại cho mấy em coi. Đó. Thiện gì cũng cũng được, cũng coi được ha, cũng coi được. Tức là khoảng trắng một cái rồi giải hạn trên mặt nhất một ẩn, rồi xuống hàng cái nó thì mình gọi ngay cái khoảng cách này. Rồi nhập theo thứ tự ABC phương trình. Rồi, bây giờ đó, mình muốn dễ á thì mình có thể đặt thằng này vào một biến cut nó. Rồi, mình sẽ cho nó vào cái biến gọi là program name không. Mình sẽ đặt luôn cái tên của nó luôn. Thằng thằng trên này á mình sẽ đặt luôn. Mình sẽ đặt là constant. Constant tức là một cái hằng số gọi là program name. Program name là tên của cái chương trình này. Program name tên của chương trình này. Thầy sẽ hai chấm, thể loại của nó sẽ là string. Và thầy cho nó bằng bằng cái này chấm phẩy được không? Constant là gì? Là một cái hằng số, và cái constant này nó phải được khai báo trước cái variable. Variable là một cái biến, biến là sao? Biến đổi, nó có thể thay đổi được. Còn constant này thì nó là một cái hằng số. Hằng số thì là không thể thay đổi được, và khai báo constant đó thì cũng như khai báo biến thôi, hai chấm string tên của nó và hai chấm string là cái biến ở cái thể loại của nó, và mình sẽ cho nó bằng bao nhiêu. Thì thằng dưới này á thì mình sẽ đổi lại thành program name, tức là tất cả những thằng nào program name á thì đều đổi thành cái đó. Là cho nên á mình gọi cái hàm khoảng cách này á thì mình gọi cái này riêng được chưa. Bây giờ mình chạy thử nha, coi nó có chạy ngon lành không. Nó vẫn là giải hệ phương trình bậc nhất một ẩn như đây thôi. Mình thả cái biến khoảng cách nè, mình thả cái program name vào trong này được chưa. Thì sau này á khi mà chạy á, thầy sẽ copy cái hàm này, và thầy copy cái instance program name này vào. Bây giờ mình thử mình đặt cái constant này bên dưới cái variable coi nó báo lỗi gì nha. Cái run này là cái gì đây, báo lỗi liền đúng không? Tại vì gì mà mình nó báo lỗi? Đơn giản là vì thầy nhập một cái chữ nào đó vào thì nó không đúng cái biến variable, thì mình sẽ nó sẽ báo lỗi. Rồi constant này nó vẫn có thể đặt ở bên dưới cái variable này, nhưng mà thông thường thì constant này chúng ta sẽ đặt ở phía trên. Tại sao vậy? Tại vì những cái variable này đôi khi nó có thể sử dụng. Ví dụ như thầy muốn A của thầy bằng program name thì sao? Hay là A của thầy bằng cái program name cộng với một cái gì đó. Đó. Rồi thôi, nói chung á, là thầy đã chỉ cho em á, ở đây mình học thêm được cái là mình khai báo constant là một cái này. Tại sao mình lại khai báo constant này? Tại vì thực tế là mình cái tên này nè, giải hạn trên bậc nhất một ẩn á, nó lặp lại hai lần ở trong cái đoạn code của chúng ta. Mấy em thấy điều đó không? Program name cái tên nó lặp lại hai lần. Như vậy là mỗi khi mà mình muốn đổi tên của nó thì mình phải đi tìm trong đoạn code này cái này. Mình phải đi tìm kéo lên kéo xuống. Code mình lớn quá thì sao? Mình kéo lên kéo xuống, mình tìm nó và mình sửa từng cái. Bây giờ thì không muốn ẩn mà thì muốn ấn thì sao? Thì phải kéo 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 sửa từ ẩn lên từ ẩn, thấy mệt không? Mệt. Vì thế cho nên là chúng ta sẽ phải sử dụng cái program name này, một cái biến để ở đầu của cái chương trình. Để chi vậy? Sửa cho nó dễ, để ở đầu chương trình mà. Nắm được vấn đề không? Để đầu chương trình thì mình ngay ở chương trình nhìn vô mình thấy liền. Cái biến này program name tên mình đặt mà mình hiểu cái program name này sẽ xuất hiện ở vị trí nào. Thì lúc đó đó nó sẽ ngon hơn. Ok ha. Rồi thằng này thầy sẽ cho nó bự bự một xíu. Thằng này nè, cho hai bên bằng nhau, muốn hai bên bằng nhau á thì thầy cứ copy paste nó ra thôi. Rồi, xong. Cái chương trình của thầy chạy cực kỳ đẹp luôn nha. Đó. Rất là đẹp. Rồi, ok. Thôi, bây giờ mình sẽ dừng ở đây, mình học được nhiều điều.